Vâng, xin chào tất cả bạn. Chào mừng tất cả bạn đến với kênh của Laptop Phan Đạt, và rất vui gặp tất cả bạn ở kỳ lưới mới này các bạn. Và hôm nay mình xin được giới thiệu đến với tất cả bạn là dòng laptop văn phòng Dell Latitude 7410 nha các bạn. Đó. Đây chính là dòng laptop văn phòng, cấu hình khá là ok nha các bạn. Đây, các bạn xem. Phía đằng sau đây các bạn. Phía đằng sau đây, Dell Latitude 7410 nè các bạn. Đó. Rồi chúng ta hãy cùng đi xem về cái ngoại hình của con này trước nha các bạn. Sau đó chúng ta hãy cùng xem về cái cấu hình cũng như là cái thiết kế phía bên trong ha. Rồi chúng ta hãy cùng xem về ngoại hình đây các bạn. Thì ngoại hình của con máy này phía mặt trước nè các bạn. Mặt trước ở đây được làm bằng vân carbon nha các bạn. Phía dưới lớp vân carbon này chính là thêm một cái tấm Actimon nữa nha. Rồi logo của Dell được mạ chrome nằm ở chính giữa. Cái này rất là chắc chắn nha các bạn, cực kỳ chắc chắn nha. Đó, nhà sản xuất của Dell mà đã sản xuất ra một con máy nào về thuộc về cái dòng mà Dell Latitude trở lên các bạn, thì rất là chắc chắn và bền bỉ, đều đạt được cái tiêu chuẩn của quân đội hết nha các bạn. Đó, rồi các cổng kết nối đây nè các bạn. Đây, các cổng kết nối của máy đây nghe các bạn. Đây chính là vị trí về cắm thẻ micro SD nè các bạn, nằm ở vị trí bên tay trái nha các bạn, micro SD đó. Và đây là hai cổng USB Type-C. Thì hai cổng này chức năng nó đều như nhau, nhưng chỉ khác biệt một chỗ thôi nha các bạn. Và đây chính là vị trí về cắm sạc. Còn phía bên đây chúng ta không nên cắm sạc nha các bạn. Thì nhà sản xuất đã đề sẵn ra cái vị trí mà người ta sẽ ghi cái cục sạc như thế này nè, cái đầu rắc cắm nè. Thì đây chính là vị trí cắm sạc nha các bạn. Chúng ta không nên cắm qua cổng kế bên nha. Đó. Rồi, hai cổng USB Type-C này có thể làm được rất là nhiều chuyện nha các bạn. Rất là nhiều thứ nha. Có thể là xuất ra được màn hình nè, có thể là truy xuất được dữ liệu nè, thể sạc được cho thiết bị khác nè, hoặc là nhận được cái dòng điện lớn đi vô, và cụ thể là cái nơi cắm sạc như thế này. Đây chính là vị trí này nha. Rồi, ở đây là vị trí về cổng HDMI. Thì cái cổng này là chuyên để xuất hình ảnh ra phía bên ngoài nha các bạn, như là màn hình máy chiếu, màn hình TV hoặc là màn hình PC, máy tính bàn các bạn. Thì cái cổng này chính là chuyên để xuất hình ảnh nha. Rồi, về cạnh gáy của máy đây các bạn, thì hệ thống tản nhiệt của máy sẽ thải ra đây, phía đằng sau này. Và ở đây thiết kế mỏng nhỏ nhất có thể, cho nên là sẽ không có cổng kết nối nào phía bên đây nha các bạn. Sẽ không có cổng kết nối nào phía bên đây. Và bản lề của con máy này chính là bản lề kép nè các bạn. Và bản lề của con này cực kỳ bền và chắc chắn nha. Sẽ không có cái tình trạng nào xảy ra như là gãy bản lề nha các bạn. Đó. Thì chúng ta sẽ không cần phải gia cố gì thì lại thêm giống như những dòng khác đâu nha các bạn. Cực kỳ bền và chắc chắn. Đây. Rồi, ở đây nè các bạn. Đây là vị trí về chống cầm lộn của chiếc máy này. Thì các bạn thấy nhà sản xuất có đề một cái gì đây ha. Rồi tiếp theo là hai cổng USB. Thì hai cổng này là USB 3.1 Gen 2 nha các bạn. Đây, truy xuất dữ liệu cực kỳ nhanh nha, rất là nhanh luôn, mình đã test rồi ha. Ở đây là nơi rắc cắm 3.5, tai nghe tích hợp với micro, tai nghe tích hợp với micro nha các bạn. Thì đây chính là vị trí về nơi cắm sim nè các bạn. Nếu như cái chỗ này mà có cái lỗ để chọt sim các bạn, thì chúng ta cắm vô có thể là hỗ trợ về sim. Còn đây là nơi mà nhà sản xuất người ta đã đưa ra như thế này, và cái này là không có hỗ trợ về sim nha các bạn, mình nói thẳng luôn nha, mình nói trước luôn đó. Và hiện tại bây giờ mình đi tới đâu cũng có wifi hết rồi, chỉ trừ trường hợp những cái công việc đặc thù nào đó cần đến những cái vùng sâu vùng xa mà không có sóng wifi mà có sóng điện thoại các bạn, thì chúng ta mới sử dụng sim ha. Rồi lúc đó mình sẽ tư vấn cho bạn một con máy có sử dụng được sim nha các bạn. Rồi phía đằng sau đây nè các bạn, thì Dell Latitude 7410, đây là tên của máy đó. Đây là tất cả mọi thông tin của máy đều nằm ở đây hết nha. Nơi hút gió của máy ở đây, nằm ở vị trí này, hút quạt tản nhiệt nằm ở đây nè các bạn, và tản nhiệt ra đây ha. Vị trí về hai cái loa nè, hai cái dãy cao su để chống trơn trượt. Thì năm nay nhà sản xuất là đã làm mỏng hơn rất là nhiều so với những cái dòng trước nha các bạn, mỏng hơn rất là nhiều ha. Rồi chúng ta hãy cùng đi xem về phía bên trong. Trước khi này các bạn, ở đây là cái phía cạnh trước nè, đèn báo hiệu nằm ở đây nè, nơi mà chúng ta có thể dễ dàng mà mở được nằm ở đây nè. Đây các bạn thấy, đó, mở ra. Rồi, phía bên trong đây các bạn nhìn thấy không, cực kỳ đẹp, đó, cực kỳ đẹp ha. Và túc bét của máy này năm nay đã làm là lớn hơn so với những cái dòng mà trước của nó nha các bạn. Túc bét của nó lớn hơn nè các bạn. Đây, và độ đàn hồi của phím thì cực kỳ tốt luôn nha các bạn. Độ đàn hồi của phím cực kỳ tốt, và phản hồi thì rất là nhanh, gần như là bằng không ha, độ phản hồi rất là nhanh. Bàn phím có led luôn nha các bạn, bàn phím có led ha, hỗ trợ chúng ta làm việc ban đêm rất là tiện lợi ha.
Rồi, về cấu hình của con máy này đây các bạn. Đây. Đó, thì con này có kích thước là 14 inch Full HD IPS và có cảm ứng màn hình luôn nha các bạn. Mình xin được nhắc lại là kích thước màn hình của con này là 14 inch Full HD IPS và có cảm ứng của màn hình luôn ha. Cho hiển thị màu sắc rất là tốt, rất là đẹp nè các bạn. Viền màn rất là mỏng ha, đem đến một thiết kế của con máy này rất là gọn nhẹ. Đây, CPU của con máy đang được trang bị là i7-10610U ở 1.8GHz và có thể turbo rất là cao ha, có thể hơn 4 chấm luôn nha các bạn. Rồi, đây chính là CPU. Đó. Và con CPU này có thể làm được gì? Những công việc tác vụ về văn phòng nè, những bạn nào mà cần máy để đi học tập nè, hoặc là những thầy cô giáo để giảng dạy nè, đó. Hoặc những bạn nào sử dụng những cái phần mềm như là Photoshop nè, Corel nè, AI nè, AutoCAD nè, đều có thể sử dụng được nha các bạn. Cấu hình i7 chip U. Đó. RAM 32GB. Khá là khủng nha các bạn. Đó, RAM mặc định của máy luôn. 32GB RAM luôn nha các bạn. RAM này RAM onboard không nâng cấp được ha. Và mình đã lựa được những cái dòng là 32GB như thế này. Về để các bạn sử dụng lâu dài sau này luôn nha các bạn. Giá tiền chênh lệch nó không bao nhiêu. Nhưng mà cực kỳ tốt. Nếu như mà chúng ta lấy được những cái con máy mà có cấu hình RAM cao ngay từ lúc ban đầu luôn nha. Về ổ cứng của con này là 512GB nha các bạn. 512GB. Tốc độ rất là nhanh. Cực kỳ nhanh luôn nha. Đó, Wi-Fi của con này là Wi-Fi 6 nè các bạn. Mới nhất hiện nay luôn nha các bạn. Wi-Fi 6 luôn ha. Và đây là cái card onboard của máy Ultra HD Graphics. Đó. Rồi. Các bạn xem. Cực kỳ đẹp. Bền bỉ. Con này là bền bỉ và chắc chắn đạt tiêu chuẩn của quân đội luôn nha các bạn. Đạt tiêu chuẩn của quân đội luôn nha. Dell Latitude 7410 i7 đời 10 thế thứ 10 ha. RAM 32GB, ổ cứng là 512GB, có thể nâng cấp được nha. Ổ cứng có thể nâng cấp được nha. Tối đa lên 2TB ha. Và tất cả mọi phần mềm mình đã cài sẵn ở đây. Mình đã cài sẵn ở đây. Các bạn chỉ có máy đem về và sử dụng luôn nha các bạn. Đó. Rồi, mình sẽ quay cận cảnh lại nha. Và ở đây mình xin được nói thêm luôn nha các bạn. Thì đây chính là máy có vân tay nha các bạn. Vân tay và nút nguồn nằm đây luôn nha. Đó. Và ở đây nè các bạn. Cái khóa cơ để đóng mở camera nè. Khóa cơ đóng mở camera. Máy có Face ID nhận diện khuôn mặt luôn nha. Màn hình là cảm ứng nha các bạn. Màn hình cảm ứng nè. Đó, rất là thích ha. Nếu như bạn nào mà không thích cái cảm ứng trên con máy này các bạn, thì chúng ta có thể là tắt đi. Tắt đi nha. Và sử dụng bình thường như một máy không có cảm ứng nha các bạn. Rất là tiện lợi luôn. Rồi, mình sẽ quay cận cảnh để các bạn xem được những chi tiết của con máy này. Đây, mời tất cả các bạn cùng xem chi tiết của con máy. Bản lề của máy nằm ở đây nè các bạn. Đó, rất là chắc chắn luôn ha. Đây, chi tiết của con máy i7 thế thứ 10 VRO luôn. Rồi, phía cạnh bên đây mỏng, nhẹ. Đó, tầm cỡ hơn ký rồi các bạn. Đó, mỏng, nhẹ ha. Mà cấu hình cũng khá là cao nha các bạn. Xử lý những cái tác vụ mà bình thường văn phòng là thoải mái vô tư rồi. Và chúng ta có thể xử lý thêm những cái tác vụ như là Photoshop, Corel AI, AutoCAD chẳng hạn. Đây, những bạn nào mà doanh nhân nè, sử dụng máy này là cực kỳ tuyệt vời luôn nha. Cực kỳ tuyệt vời luôn nha các bạn. Đây. Đó, rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu như bạn nào cần những chiếc máy mà đẹp như thế này, bền bỉ và chắc chắn như thế này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại là 0984 997374, hoặc nếu bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh đến trực tiếp cửa hàng luôn, 101 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Mình Phan Đạt Vlog chuyên cung cấp những chiếc máy xách tay giá rất là tốt, bền bỉ, chắc chắn, đạt tiêu chuẩn quân đội. Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Vâng, xin chào.